Trước tình hình mực nước sông Hồng đang lên cao trên báo động 2, ngay trong chiều ngày 11 tháng 9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã đi kiểm tra các điểm đê xung yếu trên tuyến đê Vân Cốc tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Tuyến đê Vân Cốc thuộc địa bàn xã Trung Châu hiện có 4 điểm xung yếu đang được chính quyền và nhân dân dùng bao tải cát gia cố. Tại đập bối, thôn Vân Môn, xã Trung Châu là điểm trọng yếu đã được lực lượng chức năng ứng trực 24/24, huy động lực lượng 4 tại chỗ đắp đập, đóng cọc tre, bảo vệ an toàn đập. Toàn thành phố hiện có 28 điểm đê xung yếu, trong đó có 5 trọng điểm xung yếu cấp thành phố, 23 điểm xung yếu cấp huyện. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội yêu cầu các huyện có tuyến đê chuẩn bị nhân lực, phương tiện ứng trực 24/24, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.